Cô xin chào tất cả các con. Trước khi vào bài học thì cô và các con cùng quan sát một số quang cảnh chợ Tết. Và chợ Tết có những gì vui và đặc biệt thì cô và các con cùng đến với bài tập đọc hôm nay, đó là bài chợ Tết. Cô sẽ đọc mẫu cho các con, sau đó các con sẽ gạch chân những từ khó và cho cô biết bài thơ này được chia làm mấy đoạn. Chợ Tết. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Sương trắng rõ đầu cành như giọt sữa, tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa. Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh. Người mua bán ra vào đầy cổng chợ. Đoàn Văn Cừ. Và trong bài thơ này chúng ta được chia làm 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, dải mây trắng cho đến tưng bừng ra chợ Tết. Đoạn thứ hai là họ vui vẻ cho đến cười lặng lẽ. Đoạn thứ ba là thằng em bé cho đến như giọt sữa. Và đoạn thứ tư, tia nắng mới cho đến đầy cổng chợ. Tiếp theo cô và các con cùng nhau luyện đọc. Dải mây trắng, dải mây trắng. Sương hồng lam, sương hồng lam. Nóc nhà danh, nóc nhà danh. Cô yếm thắm, cô yếm thắm. Núi uốn mình, núi uốn mình. Bây giờ chúng ta đọc lại. Dải mây trắng, sương hồng lam, nóc nhà danh, cô yếm thắm, núi uốn mình. Tiếp theo cô và các con cùng nhau giải nghĩa từ. Ấp có nghĩa là làng xóm. Ví dụ mọi người trong ấp của em tưng bừng đi lễ hội. Yếm là áo mặc phía trước của người phụ nữ xưa, các con đã nhìn thấy trong hình. The là hàng tơ nhỏ sợi dệt thưa. Ví dụ, mẹ mới mua cho bà chiếc áo the mới. Đồi thoa son là đồi rực hồng lên khi nhận ánh nắng buổi sớm, các con đã nhìn thấy trên hình. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc câu thơ. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Các con sẽ nghỉ hơi ở những dấu gạch xiên mà cô đã gạch ở trên bài. Bây giờ cô đọc lại. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Cô và các con vừa cùng nhau luyện đọc và tìm các từ khó. Thì bây giờ trước khi tìm hiểu bài, các con hãy đọc lại 3 lần và trả lời cho cô những câu hỏi trong bộ câu hỏi. Cô xin chào tất cả các con.